Chào mọi người đến kênh MMO của mình nhé. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình. Tất cả mọi người tham gia chương trình này góp từ dự án Kucoin, Micoin để tham gia dự án. Các bạn đi phần link mô tả, mở cái Telegram, các bạn bấm nút start, chat bot nha các bạn. Chương trình này góp này các bạn sẽ nhận được một tập cần Kucoin khoảng 0.12 đô sau chương trình trong 0.12 USD. Các bạn sẽ nhận được trong chương trình iGop này, các bạn sẽ nhận được 10 đô đó các bạn. Rồi các bạn cho iGop nha các bạn. Các bạn nhận được 5 Kucoin. Get 1 get thì nhận được 0.1 Kucoin. Rồi các bạn bấm vào join nhóm chat nè. Rồi các bạn join nào các bạn. Chương trình iGop này nó sẽ token này nó sẽ list lên sàn Uniswap nha các bạn. Rồi, Tether thì các bạn follow Tether và Tether lên đây các bạn. Trước khi làm dự án mình cũng có tìm hiểu trước website này nọ rồi, mình thấy dự án này cũng ngon nên làm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, các bạn duyệt like đi. Bỏ phiếu. Cái này mình không biết bỏ phiếu rồi. Rồi các bạn chỉ duyệt Tether lên đi. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Trên thông tin website của nó sẽ list sàn Uniswap. Rồi các bạn cho dân bot các bạn mong vào submit đi tên các bạn. Bấm phí này tất cả các bạn. Sau này nó có list sàn mình hy vọng giá nó cao các bạn. Chứ cái những đồng coin list sàn rồi các bạn khó kiếm lắm các bạn ơi. Rồi các bạn xem submit đi tên các bạn trên log nhé. Rồi các bạn cũng join vào nhóm chat. Kiểm tra lại coi join cho các bạn. Đôi khi mình join rồi nó văng ra các bạn, nó sẽ không trả tôi cần đâu. Mình join rồi mà bắt đầu được. Rồi các bạn gỡ lại cái đường link profile server của mình nghe tất cả các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân server của mình. Rồi các bạn giải thích, bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn nhập vào bao nhiêu gạch trên đầu các bạn, bao nhiêu chia sẻ nè. Mình thì thường là tìm những đồng coin có giá trị cho tất cả các bạn nữa, hy vọng nó về con cũng được. Ôi không chạy chút xíu các bạn, cái điện thoại của mình quá tải tin nhắn rồi các bạn, nên nặng máy quá các bạn. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm đi các bạn. Rồi nha các bạn chỉ việc copy cái đường link profile hồi nãy các bạn bắt vào đây nha tất cả các bạn. Rồi các bạn gỡ cho bot nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ nha, địa chỉ mới với chocolate my sale wallet in token 3 địa chỉ đó các bạn. Các bạn copy địa chỉ nha tất cả các bạn nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có cho anh trên seller trên nào không. Multi. Rồi các bạn. Multi. Rồi các bạn bắt đắp các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn bấm set nha các bạn. Rồi các bạn bấm set tiếp nha các bạn. Reset. Cái này tôi cần nó sẽ cập nhật sau nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.